Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về tổ chức công tác từ thiện mở để xem tổ chức này đã đầu tư vào đâu, làm cách nào để tạo điều kiện cho việc ăn miếng bánh đại dịch. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đi đến với một tổ chức mới, nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến đại dịch, đó là Sáng kiến đe dọa hạt nhân, NTI. Nhưng hãy xem hết về tổ chức này và liên kết nó với chủ đề của chuỗi video bao gồm đại dịch và các vấn đề giảm dân số. Bạn sẽ đột nhiên thấy rùng mình vì chữ sáng kiến đe dọa hạt nhân này. Sáng kiến đe dọa hạt nhân NTI là một tổ chức phi chính phủ chính thức ủng hộ một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nó được thành lập vào năm 2001 bởi cựu thượng nghị sĩ Mỹ Sam Nunn và người sáng lập CNN Ted Turner. Vâng, là Turner, ông chủ CNN mà chúng ta đã gặp ở các giải pháp cứu thế giới mà ông cùng với ngài Gates và nhiều người khác đã tuyên bố. Sau thời gian làm thượng nghị sĩ, ông Sam Nunn đã trở thành một nhân vật nổi tiếng về chính sách đối ngoại của Mỹ và cùng với những người khác đã là chủ tịch của tổ chức nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, một tổ chức phi chính phủ cũng có một phần riêng trong chuỗi video này bởi sự tham gia của nó vào đại dịch đóng một vai trò rất quan trọng. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét điều đó sau. Nhưng ngay tại đây, chúng ta biết rằng CSIS được xếp hạng thứ 7 trong danh sách các tổ chức phi chính phủ có ảnh hưởng nhất tại Mỹ. Vì vậy, đây là một tổ chức phi chính phủ rất mạnh mẽ và có ảnh hưởng. Để bắt đầu, chúng ta sẽ nói về một người sáng lập khác của NIT, sáng kiến đe dọa hạt nhân, đó là Ted Turner. Người đã sáng lập CNN cũng là một tay chơi quyền lực ở Mỹ. Ngoài NIT, sáng kiến đe dọa hạt nhân, ông ấy còn thành lập các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tư vấn khác. Đồng thời, ông ấy nói chuyện một cách cởi mở về các mục tiêu của mình. Vì vậy, hãy nhìn vào các mục tiêu của ông ấy trước tiên và sau đó mới đến các tổ chức phi chính phủ. Một trong những mối quan tâm chân thành của Ted Turner là việc giảm dân số thế giới, điều mà ông ta đã thẳng thắn nói trong các cuộc phỏng vấn. Trên trang web Turner Foundation của mình, mục tiêu đã nêu rõ. Được thành lập vào năm 1990, quỹ Turner TIF hỗ trợ các nỗ lực cải thiện chất lượng không khí và nước, phát triển tương lai năng lượng bền vững để bảo vệ khí hậu của chúng ta, bảo vệ sức khỏe môi trường, bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã và phát triển các thực hành và các chính sách nhằm kiềm chế gia tăng dân số. Trên Wikipedia tiếng Anh đã viết về Ted Turner, một trong những điều đó viết rằng Turner thành lập quỹ Turner để tìm cách hạn chế sự gia tăng dân số. Turner đã bỏ 125 triệu USD tiền riêng của mình vào quỹ này và phân bổ 6 triệu USD mỗi năm để hạn chế sự gia tăng dân số. Tại một sự kiện tại Montana vào năm 1996, ông nói về chủ đề này. Ông nói rằng, tôi không nói về loại bỏ bất kỳ ai, bản thân tôi đã có 5 đứa con. Ông tiếp tục nói về nạn đói nghèo và cách giải quyết những vấn đề này. Rõ ràng, khi xem lại những lời tự giới thiệu và những lời tự thuật đó, chúng ta thấy có một sự mâu thuẫn nhất định. Bởi vì nếu bạn vận động vì nước sạch và đấu tranh chống đói nghèo, đặc biệt là ở thế giới thứ ba, nơi dân số quá đông là một vấn đề. Điều này trước tiên sẽ dẫn tới sự gia tăng dân số do tỷ lệ tử vong ở trẻ em liên quan đến việc giảm tăng trưởng dân số. Vì vậy, khi Turner đấu tranh chống lại đói nghèo và cung cấp nước sạch, vân vân, điều đó đi ngược lại với mục tiêu giảm bớt sự gia tăng dân số của ông. Nghe có vẻ hoài nghi, nhưng nó là như vậy. Do đó, câu hỏi đặt ra là ông ta thực sự muốn gì? Thật ra, sự mâu thuẫn này là phù hợp với luận điểm cho rằng những nhà từ thiện là những người hết lòng tiêu tiền của mình để cứu thế giới, nhưng vẫn ngày càng giàu có hơn, che giấu mục tiêu thực sự của mình đằng sau những công thức tốt đẹp. Do đó, đáng để xem xét những gì mà các tổ chức phi chính phủ do Turner thành lập và tài trợ, thực sự đã tài trợ và vận động hành lang cho điều gì. Trước hết, chúng ta cần nói điều gì cho dễ hiểu. Các tổ chức phi chính phủ có nhiều chức năng khác nhau. Cho tới nay, chúng ta chủ yếu đề cập tới các tổ chức phi chính phủ muốn tăng tài sản của họ và được cung cấp nhiều tiền để họ có thể tăng thêm tài sản. Nhưng cũng có những tổ chức phi chính phủ thường được gọi là think tank, có mục tiêu chủ yếu không phải là gia tăng tài sản của nền tảng của họ. Đây là những tổ chức phi chính phủ có ảnh hưởng, tư vấn cho các chính trị gia và thì thầm với họ những biện pháp mong muốn với sự giúp đỡ của các chuyên gia, nhà tư vấn, hội nghị, nghiên cứu, v.v. Trong các phần video trước, chúng ta đã đề cập đến danh sách các tổ chức tư vấn có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ và biết rằng hầu hết họ đều có ngân sách hàng năm nhỏ tới mức đáng kinh ngạc và không có nguồn tài trợ đặc biệt ấn tượng nào. Tuy nhiên, họ có ảnh hưởng lớn đến mức quyết định chính sách của Mỹ, như chúng ta đã ví dụ về trường hợp của tập đoàn RAND, nơi các nghiên cứu của họ được chính phủ Mỹ thực hiện gần như hoàn toàn. Vậy nên, đối với các think tank này, thì sức mạnh của họ nằm ở việc họ có khả năng ảnh hưởng tới các chính sách của Mỹ, chứ không phải là nằm ở việc họ kiếm được bao nhiêu tiền. Họ có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ và có rất nhiều cửa sau bởi vì các tổ chức tư vấn này có những người đứng sau đó, đảm nhận các chức năng của chính phủ, ví dụ như bộ trưởng, cố vấn cho các bộ trưởng, thứ trưởng, thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền, v.v.
các bộ trưởng, cố vấn chính phủ đều ngồi chung trong các viện nghiên cứu. Họ di chuyển qua lại giữa các vị trí của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Điều này giải thích được tầm ảnh hưởng to lớn của các think tank mạnh nhất, và do đó, một tỷ phú mới nào đó, nếu muốn đạt được điều gì đó, thì không thể tránh khỏi việc họ phải kết nối vào các think tank này, tài trợ cho các dự án của các think tank này, và thông qua các think tank này, những tỷ phú mới này có thể mua sức ảnh hưởng của mình lên các quyết định của chính phủ, như chúng ta đã thấy. Vì vậy, để dễ hiểu, chúng ta nhớ rằng có hai loại tổ chức phi chính phủ này. Một số người cực kỳ giàu và muốn tăng thêm tiền và có được quyền lực, những người khác có chìa khóa quyền lực. Vậy nên rất dễ giải thích lý do tại sao hệ thống đầu sỏ chính trị phương Tây rất đồng bộ về mặt chiến lược. Vì có nhiều người giàu và họ có thể tự giàu lên theo nhiều cách, nhưng để giàu thêm nữa theo cách của các đầu sỏ chính trị thì họ phải tham gia vào các think tank, và các think tank này là nơi kết nối giới đầu sỏ và tác động vào chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, giới hạn này không ổn định. Có những đầu sỏ rất giàu cũng không cần phải tham gia vào các think tank có sẵn, mà họ có thể tự thành lập các tổ chức kiểu think tank của riêng mình, chẳng hạn như quỹ của ngài Gates. Nó cũng bắt đầu từ quy mô nhỏ và ban đầu tài trợ cho những người nắm giữ chìa khóa quyền lực là các tổ chức think tank có sẵn. Nhưng sau khi ngài Gates đã đạt được ảnh hưởng cần thiết của riêng mình, ông đã thành lập nên các tổ chức phi chính phủ riêng của mình hoạt động trên phạm vi quốc tế, ví dụ như CEPI và Gavi, những tổ chức trực tiếp thực thi quyền lực. Và giống như các tổ chức phi chính phủ có ảnh hưởng nhất tại Mỹ, ông có người của riêng mình trong các chính phủ và thông qua họ là các cơ quan của chính phủ, có thể là người ra quyết định hoặc là cố vấn chính cho người ra quyết định. Ngoại trừ việc ngài Gates không giới hạn bản thân mình ở Mỹ mà còn làm điều đó một cách cụ thể trên phạm vi quốc tế, chúng ta sẽ thấy nó trong nhiều ví dụ. Vì vậy, đó là vấn đề về quyền lực. Một cách để giành được quyền lực đó là cung cấp cho chính phủ những chuyên gia, tự trả lương làm cố vấn cho chính phủ, hoặc thậm chí bổ nhiệm người của mình làm bộ trưởng, hoặc thậm chí là người đứng đầu chính phủ. Nhưng cũng có một cách trực tiếp hơn, mặc dù tẻ nhạt hơn, nhưng lý tưởng hơn là bạn tham gia vào quan hệ đối tác với chính phủ và tổ chức quốc tế tăng cường ảnh hưởng của bạn đối với họ. Tất nhiên, bạn phải quảng bá điều này một cách khéo léo cho công chúng, bởi vì nó sẽ bị coi là phi dân chủ nếu mọi người biết rằng họ với tư cách là cử tri không còn đưa ra quyết định khi những người giàu có và có ảnh hưởng nhất, tức là các nhà tài phiệt, đưa ra những quyết định thay cho các cử tri này. Để trình bày điều này theo hướng tích cực, bạn hãy tạo ra những thuật ngữ hay, chẳng hạn như quan hệ đối tác công tư, PPP. Điều đó nghe có vẻ hay, nhưng đó chính xác là những gì chúng ta đã mô tả. Đó là việc tăng cường ảnh hưởng chính trị của các tập đoàn và những kẻ đầu sỏ lên chính phủ. Và quan trọng hơn nữa, đó là việc các bang, các chính phủ, các nước chuyển rất nhiều tiền thuế vào các dự án từ thiện của giới đầu sỏ chính trị. Từ đó, họ thực sự kiếm được tiền. Công chúng được biết rằng, khu vực tư nhân hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với khu vực nhà nước. Trong quá trình hợp tác công tư, thậm chí người ta còn khuyên rằng mọi người phải được tư nhân hóa nếu có thể thì mọi thứ mới trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì khu vực tư nhân quản lý tốt hơn nhà nước. Dưới sự bảo trợ này, các công ty nhà nước đã được tư nhân hóa từ những năm 1990 trở đi, từ lưới điện, các công ty tiện ích đô thị cho đến các công ty đường sắt, bệnh viện, bến cảng. Ngày nay chúng ta biết rằng đó không phải là một ý tưởng hay, bởi vì các tập đoàn không có mục tiêu cung cấp nước sạch cho thành phố với giá thấp và duy trì đường ống nước ở mức độ chất lượng cao. Các tập đoàn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là kiếm tiền. Và vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mạng lưới đường sắt của Anh ngày càng trở nên đổ nát sau quá trình tư nhân hóa đường sắt của Anh, bởi vì lợi nhuận không được đầu tư vào việc duy trì mạng lưới đường sắt mà được trả cho các cổ đông dưới dạng lợi nhuận. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với Ted Turner, người đã sáng lập ra sáng kiến đe dọa hạt nhân. Ông ấy là người rất ủng hộ quan hệ đối tác công tư, nhưng ông ấy nghĩ nó ở một quy mô lớn hơn. Ông ấy không quan tâm đến tiện ích công cộng mà quan tâm đến yếu tố của một trò chơi lớn. Đó là lý do tại sao ông thành lập Quỹ Liên Hợp Quốc vào năm 1998. Tổ chức này chính thức mong muốn thúc đẩy các mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Ted Turner đã tài trợ cho quỹ 1 tỷ USD. Đây là một số tiền rất ấn tượng so với hiện nay vào hơn 20 năm trước. Quỹ Liên Hợp Quốc coi việc thúc đẩy các mục tiêu của Liên Hợp Quốc là việc mở rộng quan hệ đối tác công tư. Và vì đó là Liên Hợp Quốc, vậy nên chúng ta đang nói tới việc mang lại cho các tập đoàn nhiều ảnh hưởng lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Hay nói theo thuật ngữ địa chính trị, đó là việc tăng cường quyền lực của các tập đoàn gây bất lợi cho các quốc gia. Các tập đoàn muốn đặt ra các quy tắc và không còn phải tuân thủ theo luật pháp của các quốc gia. Về lâu dài, họ muốn tước đi quyền của các quốc gia. Và để che đậy sự sói mòn của nền dân chủ, thì những thuật ngữ nghe có vẻ hay ho như quan hệ đối tác công tư đã được phát minh ra để trấn an công chúng. Quỹ Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm trong việc này, có các đối tác hùng mạnh hỗ trợ tài chính và chính trị cho mục tiêu cao cả của tổ chức. Chúng bao gồm Johnson & Johnson của ngài Gates và Shell chẳng hạn. Có lẽ không ai tin rằng Shell quan tâm đến một thế giới tốt đẹp hơn,
SEO tập trung vào việc kiếm tiền từ đầu tư dầu khí và quan hệ đối tác công tư rất hữu ích trong vấn đề này. Chẳng hạn như bạn tham gia vào một quan hệ đối tác với một quốc gia châu Phi nghèo đói, tình cờ nằm trên các giếng dầu chẳng hạn. Ted Turner, người có mục tiêu chính là hạn chế sự gia tăng dân số, rất tích cực trong việc này. Bây giờ tôi phải nhắc lại cho bạn về 4 giai đoạn của đại dịch mà tôi đã trình bày ở video lần trước. Năm 2007, trước đại dịch cúm lợn, Ngài Gates đang mắc bệnh này và Gavi, liên minh tiêm chủng đã được thành lập. Nó đã phát động các dự án tiêm chủng cho trẻ em trên toàn thế giới với mục tiêu là tiêm phòng bệnh viêm phổi. Để phù hợp với tinh thần hợp tác công tư, WHO cũng đã tham gia và Ngài Gates cũng đã hào phóng tài trợ. Đây là một ví dụ điển hình về cách một nhà tài phiệt sử dụng quan hệ đối tác công tư để đạt được ảnh hưởng đối với một tổ chức quan trọng như Liên Hợp Quốc. Gavi đã thuyết phục được các nước trên thế giới tài trợ cho dự án với số tiền lên tới 1,5 tỷ USD. Đây là một tác dụng khác của quyền lực của các tổ chức phi chính phủ. Họ thuyết phục các nước, các bang, tức là những người nộp thuế, hỗ trợ cho các dự án quan trọng đối với người sáng lập của những tổ chức phi chính phủ đó. Điều này rất thiết thực bởi vì nó giúp bạn tiết kiệm được tiền của mình. Ngài Gates chỉ đóng góp 50 triệu USD từ tiền túi của mình và đây là cách mà ngài ấy có thể biến 50 triệu thành 1.500 triệu, số tiền có thể sử dụng để theo đuổi mục đích của riêng mình. Tôi đã đặt ra câu hỏi trong phần trước, cuộc chiến chống lại dịch sốt rét thực sự là về vấn đề gì? Trong rất nhiều thứ, có một thứ cụ thể được gọi là nghiên cứu về ổ gen. Về mặt chính thức, điều này tất nhiên là nhằm mục đích có thể tiêu diệt muỗi truyền bệnh sốt rét và vì vậy không có gì ngạc nhiên khi năm 2007, người ta có thể đọc được một thông cáo báo chí về dự án tiêm chủng mới chống lại bệnh viêm phổi như sau. Các quan chức tin rằng vaccine là một giải pháp tiết kiệm chi phí để cải thiện sức khỏe toàn cầu. Nhưng những trở ngại về mặt khoa học và kinh tế đã cản trở việc phát triển các loại vaccine hiệu quả chống lại nhiều căn bệnh nguy hiểm nhất ở các nước đang phát triển như sốt rét, HIV. Nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Vào tháng 5 năm 2009, đã có một cuộc họp cao cấp giữa những người quyền lực nhất nước Mỹ, những người tự gọi mình là câu lạc bộ tốt, Good Club mà chúng ta đã biết. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc gặp bí ẩn, trong đó tạp chí Time có bài báo tiêu đề rằng câu lạc bộ tỷ phú muốn hạn chế tình trạng quá tải dân số. Và tờ Guardian của Anh đã đưa tin với tiêu đề họ được gọi là câu lạc bộ tốt và họ muốn cứu thế giới. Đó là câu lạc bộ tốt, tên của một nhóm tỷ phú từ thiện nhỏ bé trên toàn cầu. Những người gần đây đã tổ chức cuộc họp đầu tiên và cực kỳ bí ẩn của họ tại trung tâm thành phố New York. Tên của một số thành viên đã được nhiều lần nhắc đến, Ngài Gates, Ngài Soros, Warren Buffett, David Rockefeller, Ted Turner. Những người khác như đại gia kinh doanh Eddie và Eddie Brad cũng giàu có không kém nhưng ít nổi tiếng hơn. Tổng cộng, các thành viên có tài sản 125 tỷ USD. Cuộc họp do Ngài Gates, Buffett và Rockefeller triệu tập được tổ chức để ứng phó với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như vô số cuộc khủng hoảng về sức khỏe và môi trường đang hoành hành trên toàn cầu. Đó là những gì mà báo chí đã đưa tin. Bây giờ chúng ta sẽ sâu chuỗi lại. Năm 2007, Ngài Gates bị cúm lợn. Gavi, tổ chức tiêm chủng toàn cầu được Ngài Gates thành lập. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cũng liên quan đến các vấn đề về sức khỏe toàn cầu như dân số quá đông và bệnh tật. Cuộc họp của câu lạc bộ tốt do Ngài Gates và các tài phiệt hàng đầu triệu tập diễn ra vào tháng 5 năm 2009, chỉ vài ngày sau khi trường hợp cúm lợn đầu tiên được báo cáo vào tháng 4 năm 2009. Và chỉ một tháng sau, WHO, trong đó Ngài Gates đã có ảnh hưởng vượt trội, đã tuyên bố đại dịch cúm lợn đầu tiên và Gavi của Ngài Gates bắt đầu thúc đẩy việc tiêm chủng toàn cầu chống lại đại dịch cúm lợn. Bây giờ đây, chúng ta biết rằng về cơ bản cúm lợn là vô hại và chúng ta biết rằng từ năm 2010 trở đi thì có các hội nghị, các sự kiện của ngành dược phẩm và các nhóm vận động hành lang của ngành này nhằm phân tích sự thất bại của việc tiêm chủng đồng loạt chống lại đại dịch cúm lợn vốn vô hại. Một trong những nhà tài trợ cho sự kiện này lại là Ngài Gates và tất nhiên là Gavi của ông ấy, Hendy Larson, với dự án niềm tin về vaccine của bà ấy mà chúng ta đã nhắc tới ở phần trước cũng được Ngài Gates hỗ trợ. Dự án của bà Larson có trụ sở tại trường Đại học Y nhiệt đới và Vệ sinh London. Ngôi trường này được điều hành bởi Peter Piot là chồng của bà Larson và trường đại học ở London này cũng được Ngài Gates hỗ trợ 180 triệu USD. Peter Piot cũng là thành viên cao cấp trong quỹ của Ngài Gates kể từ năm 2009. Peter Piot cũng là thành viên của ban cố vấn COVID của Ủy ban EU, cố vấn cá nhân về COVID cho người đứng đầu Ủy ban EU là bà Ursula von der Leyen. Ông cũng là thành viên của hội đồng quản trị CEPI của Ngài Gates và ông cũng là cố vấn cho Viện Hàn lâm Khoa học của Đức. Chỉ cần kể một vài cái tên như trên và chúng ta thấy rằng Peter Piot có vai trò là thì thầm với những người ra quyết định ở EU và chính phủ Đức về những gì mà Ngài Gates muốn thực hiện.
Và như vậy, ở phần này, chúng ta đã tìm hiểu tầm nhìn của một trong những nhà sáng lập sáng kiến đe dọa hạt nhân là Ted Thunder, ông chủ của CNN, một trong những người quyền lực nhất nước Mỹ, tìm hiểu nền tảng, cách thức vận hành của nó thông qua một vài ví dụ để hiểu sự mâu thuẫn không phải là mâu thuẫn và hiểu xem cách Ngài Gates kết nối mọi thứ ra sao. Vậy nên, ở phần sau, chúng ta sẽ tập trung chính xác vào sáng kiến đe dọa hạt nhân của Ted Thunder đã làm những gì để ăn miếng bánh đại dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly cà phê. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.